Hãy cùng theo dõi và cập nhật những thông tin kiến thức về làm đẹp, xu hướng thời trang, mỹ phẩm mới mỗi ngày tại Shop Khởi Nghiệp. Đăng ký ngay kênh để xem clip thú vị mỗi ngày. Những nữ Rich Kids nổi tiếng nhất Việt Nam. Rich Kids là danh xưng được dùng để gọi những người được sinh ra trong gia đình trăm anh thế Việt. Từ tấm bé đã sống trong nhung lụa và mới sinh ra đã ở luôn vạch đích. Những cậu ấm cô chiêu này luôn xuất hiện với vẻ ngoài sang chảnh, hào nhoáng, khoác trên mình những bộ cánh hàng hiệu xa xỉ, du lịch những nơi đắt đỏ bậc nhất. Cũng chính vì sự nổi bật đó mà cuộc sống của các Rich Kids là chủ đề mà rất nhiều người quan tâm. Đặc biệt, hình ảnh những nữ Rich Kids xinh đẹp, sành điệu với lối sống xa hoa luôn khiến người ta phải suýt xoa ghen tị. Sau đây là những nữ Rich Kids nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay. 1. Tiên Nguyễn, Nguyễn Thảo Tiên. Đứng đầu danh sách Rich Kids Việt Nam là cái tên không có gì xa lạ, Tiên Nguyễn. Tiên Nguyễn tên đầy đủ là Nguyễn Thảo Tiên, con gái của vua hàng hiệu Jonathan Hạnh Nguyễn và người đẹp Thủy Tiên. Cô cũng chính là em chồng của Tăng Thanh Hà. Tiên Nguyễn là một Rich Kid nổi tiếng được nhiều người quan tâm. Cô nàng sinh năm 1997, có cuộc sống giàu sang nhung lụa, nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng đỉnh cao và gu thời trang vô cùng hoàn hảo. Nhận được nhiều sự quan tâm của người yêu thời trang, Tiên Nguyễn cũng là cái tên thường xuyên xuất hiện tại những sự kiện thời trang quốc tế đình đám, tại những kinh đô thời trang hoa lệ, trên mình giác đầy đồ hiệu sang chảnh. Mỗi lần xuất hiện là y như rằng ái nữ nhà họ Nguyễn sẽ chiếm trọn ánh nhìn bởi phong cách quá thời thượng. Thêm vào đó, qua việc thuê chuyên cơ riêng trị giá gần chục tỷ, từ Anh về Việt Nam chữa trị bệnh COVID-19 hồi tháng 3 đã khiến mức độ phủ sóng của cái tên Tiên Nguyễn càng tăng cao. 2. Nga Nguyễn. Nga Nguyễn tên thật là Nguyễn Hồng Nga, sinh năm 1992, là nữ doanh nhân, fashionista nổi tiếng, sinh ra tại Hải Phòng. Nga Nguyễn có cuộc sống sang chảnh với đồ hiệu, xe hơi tiền tỷ và thường xuyên trekking ở những địa điểm đắt đỏ. Đồng thời, người đẹp sinh năm 1992 này cũng thường xuyên nhận được lời mời tham dự các tuần lễ thời trang nổi tiếng của thương hiệu lớn như Chanel, Louis Vuitton, Burberry, Prada, Gucci, Givenchy và ngồi vị trí hàng ghế VIP. Sinh sống và làm việc tại London, Nga Nguyễn từng làm việc ở chuỗi thời trang cao cấp LVMH, tập đoàn sở hữu các thương hiệu xa xỉ như Fendi, Louis Vuitton, Givenchy. Với vị trí chuyên viên marketing, hiện tại, cô đang là điều phối viên cho tổ chức từ thiện của hoàng tử Monaco Albert II. 3. Nguyễn Cẩm Tú. Nguyễn Cẩm Tú sinh năm 1992, không còn là cái tên xa lạ trong dàn Rich Kids Việt. Cô gây chú ý khi đăng tải clip đi Las Vegas, Mỹ mua sắm cùng mẹ trên trang cá nhân cuối năm 2019. Đoạn video thu hút hàng nghìn lượt xem cho thấy Cẩm Tú đã tiêu hết 100.000 USD, khoảng 2,3 tỷ đồng cho hàng loạt món đồ hiệu như Chanel, Gucci, Hermes chỉ trong một ngày đi mua sắm. Cẩm Tú tốt nghiệp ngành đạo diễn truyền hình, Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, sau đó sang Mỹ du học thạc sĩ tại Academy of Art University San Francisco. Từ đầu năm 2019, 9X nhận bằng thạc sĩ và bắt đầu đảm nhận vị trí producer tại một công ty truyền thông, truyền hình tại Mỹ. Theo dõi trang cá nhân và kênh video của Cẩm Tú, không khó để phát hiện ra cô sở hữu xe sang, loạt sản phẩm đến từ các thương hiệu xa xỉ hay vi vu tại các điểm nghỉ dưỡng sang chảnh trên thế giới. 4. Hoàng Kiều Yến. Hoàng Kiều Yến sinh năm 2000, không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, Kiều Yến còn có vóc dáng luộc nà với chiều cao 1m68 và số đo 3 vòng 82, 60, 90. Được biết, bố mẹ cô nàng là chủ của chuỗi khách sạn nhà hàng cùng khu nghỉ dưỡng ở Quảng Bình, nên cô bạn thường xuyên vi vu cùng gia đình đi khắp nơi trên thế giới. Những năm rảnh rỗi, Yến và gia đình có khi chu du ở 5-6 nước. Lúc bận học thì ít nhất cũng đi được 1-2 nước. Các khu resort đẹp ở trong nước thì cứ cuối tuần là gia đình lại đi. Kiều Yến không phủ nhận mình sinh ra trong gia đình khá giả. Tuy nhiên, cô gái không muốn đóng đinh với hình tượng này. Yến muốn được mọi người nhắc tới là cô gái xinh đẹp, năng động và giỏi giang. Bản thân 10X đang cố gắng đạt được điều đó. 5. Nguyễn Đặng Tiểu Giang. Tiểu Giang, một nhân vật đình đám trong hội con nhà giàu, sinh năm 1993, hiện đang sống và làm việc tại Mỹ. Người đẹp từng du học Singapore từ năm 15 tuổi. Sau khi tốt nghiệp trường đại học Kaplan, cô bạn chuyển đến Mỹ định cư cùng gia đình.
Tiểu Giang được biết đến là tiểu thư của một đại gia buôn xe hơi và siêu xe ở Mỹ. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi vào Facebook chỉ thấy ảnh cô nàng chụp với siêu xe. Theo chia sẻ, Tiểu Giang đã có cơ hội trải nghiệm hơn 50 dòng siêu xe từ Huracan, Bentley, Rolls-Royce đến Maserati. Dù sinh ra trong gia đình có điều kiện, thế nhưng bản thân Tiểu Giang vẫn muốn có sự nghiệp riêng. Cô bạn chia sẻ mức thu nhập của mình là 10.000 USD một tháng. Bên cạnh cuộc sống sang chảnh, Tiểu Giang cũng thu hút chú ý với câu chuyện lột xác thành công. Từ 96kg, cô nàng đã nỗ lực rất nhiều để giảm cân và có được ngoại hình cân đối như bây giờ, chứ không nhờ cậy tới phẫu thuật thẩm mỹ. 6. Jolie Nguyễn. Jolie Nguyễn tên thật là Nguyễn Phương Mai, sinh năm 1997. Cô từng giành danh hiệu Hoa hậu Thế giới Người Việt tại Úc năm 2015. Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, cô nàng có gu thời trang đẳng cấp cùng khối đồ hiệu giá khủng mà ai cũng mơ ước. Mỗi khi xuất hiện trên phố hay những sự kiện, cô nàng này luôn khiến nhiều người trầm trồ. Việc đắp cả set đồ cộp mắt thương hiệu thời trang đình đám thế giới. Jolie Nguyễn từng chia sẻ rằng, dù sinh ra trong gia đình có điều kiện, nhưng cô bạn rất tự lập. Jolie chỉ xin tiền bố mẹ trong học tập, còn các chi tiêu khác đều tự bản thân vận động. Dù chỉ mới hơn 20 tuổi, nhưng cô nàng đã sở hữu khối tài sản nhiều người mơ ước. 7. Remy Trương. Remy Trương, Trương Minh Xuân Thảo, sinh năm 1992, cũng là gương mặt nổi bật trong hội con nhà giàu Việt Nam cùng bản thành tích đáng nể. Cô là con gái hiệu trưởng trường phát triển cá nhân và đào tạo tài năng John Robert Powers Việt Nam, JRP. Ngôi trường được mệnh danh chỉ dành cho hội con nhà giàu. Remy Trương còn nổi tiếng là hot girl tài sắc khi giành giải thưởng tại nhiều cuộc thi sắc đẹp. 9X từng lọt top 10 Người đẹp khả ái, Người đẹp ảnh tại Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2012. Top 4 phần thi trang phục biển của Hiệp hội Người mẫu và Tài năng quốc tế IMTA năm 2008 tại New York, Mỹ. Cô cũng là beauty blogger thành công với kênh video có hơn 30.000 người theo dõi. Hiện 9X về công tác tại trường John Robert Powers với vai trò quản lý tài chính và giảng viên. 8. Joyce Phạm. Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, hay còn gọi là Joyce Phạm, là ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa. Ngay từ nhỏ, Joyce Phạm đã có cuộc sống trong nhung lụa, sinh ra đã ở vạch đích. Song so với những rich kid khác, con gái rượu của Minh Nhựa lại sở hữu gu thời trang khác biệt, thậm chí là giản dị một cách khó ngờ. Với quan điểm, ăn mặc thoải mái là chính, dù có bỏ ra rất nhiều tiền để đến những nơi sang chảnh, Joyce Phạm thường chỉ chọn áo thun, quần jean và giày thể thao. Cũng là những món đồ hiệu nhưng trông lại vô cùng giản dị. Nữ rich kid có gương mặt xinh xắn, phong cách thời trang trẻ trung, từ thục nữ đến năng động, dễ thương. Dù chỉ mới 20 tuổi, nhưng Joyce Phạm đã sở hữu cửa hàng kinh doanh đồ hiệu, gồm quần áo, giày dép nhập trực tiếp từ nước ngoài về và những đồ chơi đắt đỏ tại con phố ở trung tâm Sài Gòn. Việc kinh doanh của cửa hàng hiện đang khá thuận lợi. Bật mí bí mật trị mụn dưỡng da của các sao. Detox Blend, thương hiệu mỹ phẩm top 1 Việt Nam, sản phẩm đang làm đảo điên cộng đồng Eva và thế giới showbiz. Trên 80.000 khách hàng sử dụng mỗi ngày, gồm diễn viên, ca sĩ, người nổi tiếng như Á hậu Huyền My, diễn viên Thành Hương, Băng Di, Tưởng Vi, Hoàng Mai Anh, Quỳnh Cun, Angela Phương Trinh, Lê Khánh. Được review và đánh giá rất cao trong cộng đồng làm đẹp, spa, thẩm mỹ viện cao cấp cũng như các diễn đàn phụ nữ, cộng đồng Eva, mẹ và bé, web trẻ thơ. Làm đẹp không khó, quan trọng là phải biết làm đẹp đúng cách. Cảnh báo, sản phẩm quá hot nên bị làm giả rất nhiều. Để mua Detox Blend chính hãng, hãy đến shop khởi nghiệp. Địa chỉ 40/23 Bao Cát 2, phường 14, Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Khuyến mãi đặc biệt mua một combo tặng một sữa rửa mặt free ship toàn quốc chỉ trong tháng này. Nhận hàng, check tên điện tử và mã QR hóa đơn bán hàng thoải mái trước khi trả tiền. Gọi ngay số điện thoại 0902-441-339, 0962-69-6939 hoặc truy cập website www.shopkhởi nghiệp.com để được tư vấn và mua hàng chính hãng.